màu 2 chai 10 ngàn, bí xanh bí đỏ 1 bình 10 ngàn, bí xanh bí đỏ 1 bình 10 ngàn, bí bức hương 10 ngàn, khoai lang 1 bình 10 ngàn, khoai lang 1 bình 10 ngàn. Quý vị có nghe tiếng rau nó giống như tiếng thơ không? Đó. Tới 1 bó 5 ngàn. Đó là cái vẻ đẹp của tiếng Việt mình. Đó. Vừa là tiếng rau và cũng vừa là giống như là một cái dòng chảy, một cái tiếng thơ. Cái anh chủ quầy rau này là người ở miền Bắc không quý vị? Cảm ơn quý vị.